Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị hai trận cờ rất hay của Lại Lý Huynh tại đấu trường Thiên Thiên Tượng Kỳ, diễn năm 2023. Mời anh chị xem, trận đầu tiên, Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Tôn Mã Ngọc Trung Quốc cầm đen đi hậu, chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。Chơi đến đây sát cục Tôn Mã Ngọc buông trời nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai. Tôn Mã Ngọc cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
Chuyên. Trang Chuyên. Chơi đến đây Tôn Mã Ngọc buông cờ nhận thua. Em xin đi vài biến để dẫn đến sát cục. Trang Chuyên. Video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.